Nhà đất Bảo Hoàng rất vui mừng được gặp lại quý vị, quý chị khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng, kênh mua bán, nhận ký gửi và nhận giới thiệu nhà đất tại khu vực Hồ Chí Minh, Thủ Đức và Bình Dương. Vâng, thú vị, trong buổi chiều tối hôm nay thì Bảo Hoàng xin được xin mọi người cùng về lại với phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để khảo sát một lô góc có 5 ký ốt và một căn nhà 1 trệt 3 tầng lầu trên tổng diện tích ngang 10 dài 30, vị trí tuyệt đẹp gần chợ, sâu một trục đường có chiều ngang lòng đường 10m, hành lang vỉa hè mỗi bên là 4m, thuộc khu dân cư cao cấp phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và nơi đây như quý vị đang thấy trên màn hình, trục đường kinh doanh buôn bán nhộn nhịp, mặt tiền san sát kinh doanh rất là tuyệt vời, với một lô góc sở hữu 5 ký ốt và một mặt tiền và một căn nhà khang trang 1 trệt 3 tầng lầu trên tổng diện tích ngang 10 dài 30, với hai hướng chính là hướng nam và hướng đông. Vâng, lô đất của nhà mình thì sở hữu 5 ký ốt hiện tại như quý vị đang thấy trong hình, có tiệm thuốc tây, quán cà phê, xưởng may nhỏ, tiệm vàng, tiệm cơm, tiệm nước, với mức thu nhập hàng tháng chưa tính ngôi nhà khang trang 1 trệt 3 tầng lầu kia thì nhà mình có mức thu nhập hàng tháng ở đâu đó là trên 50 triệu mỗi tháng. Vâng, đến đây thì rất là gần với những trục đường lớn trong khu vực, nối thông với các cụm khu công nghiệp như là khu công nghiệp Việt Sinh V-Ship 1, khu công nghiệp Sóng Thần, khu công nghiệp Đồng An 1, Đồng An 2, Đồng An 3, khu chế xuất Tinh Trung 2. Ở đây thì công ty xí nghiệp rất là đông, công nhân viên sinh sống và làm việc tại nơi đây cũng rất là đông. Vì vậy nhu cầu mua bán giao thương trên trục đường này rất là nhiều, như quý vị đang thấy trên màn hình, mặt tiền kinh doanh buôn bán rất là nhiều trên trục đường này. Trục đường rộng thông thoáng nối liền với khu chợ, chỉ cách khu chợ nơi đây khoảng tầm 300m, buôn bán rất là tuyệt vời trên trục đường này. Đây, vị trí của nhà mình thì có vị trí góc hai mặt tiền, vị trí góc hai mặt tiền ngay ngã ba công viên, với mức thu nhập là trên 50 triệu mỗi tháng, chưa tính ngôi nhà 1 trệt 3 lầu kia. Và ngôi nhà của mình ở phía trước thì ngôi nhà của mình thì có thiết kế là 1 trệt 3 tầng lầu, có 4 phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, phòng thờ, có thang máy ở phía trung tâm căn nhà. Và vị trí rất là đẹp nha quý vị, góc hai mặt tiền gần trục đường công viên, 17m chiều ngang lòng đường, ở phía giữa có công viên. Vâng, trục đường này thì có chiều ngang là 17m, nối thông với khu chợ. Còn đây là vị trí quán cà phê trên lô đất nhà mình, chiều ngang là 10m. Vâng, quán cà phê này thì hiện tại gia chủ đang cho thuê là 20 triệu mỗi tháng. Vào buổi sáng và buổi chiều, buổi sáng thì từ 6 giờ rưỡi, đây là quán cà phê được coi là quán cà phê trung tâm trong khu dân cư, buổi sáng rất là đông. Còn buổi chiều thì từ 4 giờ rưỡi chiều cho đến 8 giờ rưỡi tối thì lúc này cũng khách ra vào cũng rất là đông. Còn bây giờ thì đang tầm 6 giờ 15 tối, mà công nhân và dân cư nơi đây đang vừa rời cơ quan làm việc về nhà. Và sắp sửa thì trục đường này sẽ rất là đông đúc nhộn nhịp, với người người qua lại, phương tiện qua lại mua bán giao thương trên trục này rất là đông. Và những gì quý vị đang thấy trên màn hình, trục đường rộng thông thoáng, buôn bán đa ngành nghề. Nhà mình thì góc hai mặt tiền, khu chợ thời trang, quán cà phê, tiệm thuốc tây, xưởng may, tiệm cầm đồ và kim hoàn, vàng bạc đá quý.
tiệm cơm và cả một căn nhà khang trang tuyệt đẹp được thiết kế và xây dựng rất là chắc chắn kiên cố. Và đây là công trình tâm huyết của gia chủ với thiết kế một trệt 3 tầng lầu, 4 phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, phòng thờ. Khu vực ở phía trước đang kinh doanh tiệm nước nhỏ, còn kế bên thì có tiệm bán trang thiết bị phụ kiện điện thoại di động. Vâng, bây giờ Bảo Hoàng xin được dẫn mọi người vào xem sơ qua về khu vực tầng trệt của gia chủ với phòng khách như quý vị đang thấy trên màn hình, với chiều ngang thiết kế căn nhà khoảng tầm 5m. Vâng, 5,5m thưa quý vị. 5,5m, và đây là cô chủ của Zinker này thưa quý vị. Vâng, với chiều ngang ở phía trước thì 5,5m được thiết kế tam cấp đi lên phòng khách, và không gian phòng khách cũng khá là rộng với một bộ ghế phòng khách, bộ tivi hay là các cái trang thiết bị điện, những bức tranh lớn trong căn phòng được thiết kế rất là đẹp, bộ đèn chùm, hệ đèn led bên trong bên ngoài, mặt trần thì được thiết kế trần thạch cao giật cấp rất là đẹp. Đây là lối cầu thang dẫn lên tầng lầu. Còn đây là phòng bếp. Dưới cầu thang thì có một phòng vệ sinh, phòng bếp, khu vực phòng bếp. Và một điểm nhấn cực kỳ quan trọng mà nhiều căn nhà hiện đại năm 2020, 2021 và 2022 luôn thiết kế và không thể thiếu trong căn nhà, đó là thang máy để có thể lên xuống các tầng lầu một cách thuận tiện. Vâng, đây là khu trung tâm của căn nhà, có một thang máy với trọng lượng vận tải là 350 kg, thương hiệu thang máy đến từ nước ngoài. Vâng, và Bảo Hoàng xin được phép chỉ quay ở khu vực tầng trệt bao gồm phòng bếp và phòng khách, còn 4 phòng ngủ và phòng thờ trên lầu thì Bảo Hoàng không tiện quay để bảo vệ vấn đề riêng tư cho gia chủ. Vâng, và khu vực phần sân ở phía trước phòng khách thì như quý vị đang thấy trên màn hình, tầm 5m đi ra ở trục đường, còn chiều ngang thì 5,5m. Là phòng được ốp lát cũng khá là đẹp. Và một vị trí tuyệt đẹp thưa quý vị khi phố lên đèn. Vâng, phố lên đèn, nhìn khu vực nơi đây rất là tuyệt vời. Kinh doanh trục đường này thì cực kỳ thuận tiện, ngành nghề gì cũng đều kinh doanh được. Đường lớn, lưu lượng phương tiện qua lại thoải mái và rất là thuận tiện, cũng như là rất là đông đúc vì mật độ dân cư nơi đây rất là cao. Vâng, đầy đủ những ngành nghề mà có thể kinh doanh được trên trục đường này. Vâng thưa quý vị, một căn nhà tuyệt đẹp, vị trí góc hai mặt tiền, ngang 10 dài 30, hướng chính là hướng đông và hướng còn lại là hướng nam, với 5 kiosk và một căn nhà một trệt 3 tầng lầu. Vâng thưa quý vị, với chiều ngang là 30m và chiều sâu là 10m, tổng diện tích là
300 m² thổ cư 100%. Với trục đường rộng, lòng đường khoảng 8-10 m và hành lang vỉa hè mỗi bên là từ 3-4 m. Còn mức giá là 26.500.000 đồng. Mức giá này quý vị sẽ gặp trực tiếp chủ nhà để thương lượng thưa quý vị. Một mức giá cực mềm cho một sản phẩm góc hai mặt tiền tuyệt đẹp như thế này. Và đây là cũng là những hình ảnh cuối trong video buổi tối hôm nay Bảo Hoàng muốn chia sẻ đến với quý vị. Một lần nữa Bảo Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian xem video này. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nút thông báo và quả chuông để có thể xem lại video này, cũng như đón xem những sản phẩm, những video mới sẽ được Bảo Hoàng cập nhật trên kênh mỗi ngày. Một lần nữa Bảo Hoàng xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Vâng, xin chào.